xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám muội thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến âu ô con ngày đêm, nhuần thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương bên âu ô con ngày đêm, luôn thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Trước khi chúng ta vào bài hôm nay thì có một hai điều chia sẻ với những thắc mắc của các anh chị. Thắc mắc thứ nhất là tuần vừa rồi tôi có nhận được từ một anh em một bản văn đề là di chúc của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, và có đề nghị tôi là đọc xem có nên phổ biến hay không. Khi tôi đọc qua đó thì tôi thấy trang đầu tiên nói như là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha trước khi Ngài qua đời. Nhưng mà gốc tích của những lời di chúc đó thì không nói rõ là từ bản văn nào, cho nên tôi không thể dám chắc được đó là lời di chúc thật của Đức Thánh Cha. Chứ còn bản văn di chúc mà Đức Thánh Cha để lại cho tòa thánh và sau đó có công bố thì theo tôi nhớ không có những lời lẽ tương tự như vậy. Kế đó là toàn bộ cả chục trang sau nói đến bí mật thứ ba của Fatima. Về chuyện này thì lòng đạo của một số khá đông anh chị em Công giáo vẫn cứ hay nói tới. Nhưng bản thân tôi thì cảm thấy là chúng ta có lẽ phải cẩn trọng lắm. Bởi vì nếu không á, thì những điều mà mình nghĩ là đạo đức có khi lại không đem lại những hiệu quả thực sự tốt đẹp. Theo tôi nhớ không chính xác ngày tháng thì khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị còn sống, chính người đã ra lệnh cho Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hiện tại, là công bố cái bí mật thứ ba của Fatima, cái điều mà người ta nói đó. Thì bí mật đó chỉ là một thị kiến mà chị Lucia kể lại cho Đức Giáo Hoàng. Và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin bấy giờ đã dựa vào ý kiến của Đức Giáo Hoàng để giải thích cái thị kiến đó rồi. Cái thị kiến đó muốn chỉ về chính cuộc ám sát mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phải trải qua và Ngài đã trải qua. Và thêm một vài chi tiết khác, nhưng mà coi như mọi sự là xong rồi. Tôi không biết bây giờ còn có cái bí mật nào nữa. Cái đấy chỉ có Chúa biết thôi chứ. Còn những ai mà nghĩ là mình biết thêm cái bí mật nào nữa thì chắc tôi nghĩ họ phải hơn Đức Giáo Hoàng. Rất đơn giản là vậy thôi. Thành thử ra một đằng là tôi rất trân trọng cái lòng đạo đức của nhiều anh chị em Công giáo. Một đằng khác thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị là mình phải rất cân nhắc. Để những điều mà mình cho là thế là đạo đức mà chưa chắc đã đem lại hiệu quả thiêng liêng thực sự cho đời sống của giáo hội. Không chừng nó còn dẫn đến nhiều điều đáng buồn. Chúng ta đã từng nghe nói đến chuyện phép lạ này, phép lạ kia rồi ầm ĩ lên. Sau đó 5-10 năm nó phản ứng ngược đấy thế. Cho nên mình rất phải cẩn trọng. Cái thắc mắc thứ hai là một chia sẻ tôi mới nhận được rất là hay, suy nghĩ sâu sắc. Xin đọc để cả lớp cùng nghe. Mặc dù giáo hội nói là không thể quy trách nhiệm cho dân Do Thái về tội đóng đinh Chúa, và nhóm đóng đinh Chúa chỉ gồm một số thượng tế sách động mà thôi, còn dân Do Thái thì không phải là nhóm thượng tế đó. Nhưng tại sao dường như những diễn tiến qua bao thời đại cho thấy hình như Do Thái là một dân tộc bị trù dập nhiều nhất, bị săn lùng, giết tận giết tuyệt, một bản trường ca của những người không còn đất sống, và họ suýt bị tiêu diệt, xóa tên trên bản đồ nếu họ không có một tinh thần dân tộc mạnh mẽ trên cả tuyệt vời để tồn tại. Dù chỉ là một quốc gia bé xíu nhưng vẫn là trung tâm điểm của mọi sự chú ý, vẫn dọi các nước láng giềng căm ghét, đụng chạm, muốn tiêu diệt. Nhưng lúc nào Do Thái cũng hăng hái trả đũa đáng gờm cho các quốc gia lân cận. Và nếu không có sự hậu thuẫn mà ai cũng biết từ nước mẹ của Do Thái là Mỹ. Nhưng sao cho đến hôm nay, qua Kinh Thánh, dân riêng của Chúa vẫn không công nhận Đức Giêsu Kitô là đấng Messiah? Sao họ vẫn tiếp tục ca khúc Tại Sao Đêm Nay Khác Biệt với Những Đêm Khác, rồi tưởng muốn phải là khác biệt với các dân tộc khác, cho nên tiếp tục cao ngạo đứng mãi trong Cựu Ước với bài ca thánh giá là sự ô nhục, sự điên rồ. Họ cũng đọc Kinh Thánh như chúng ta, sao họ không thấy hình ảnh của Chúa Giêsu qua bao nhiêu chương của Isaiah? Hay là họ đọc và giải thích Kinh Thánh theo một quy cách nào khác? Và nếu họ phủ nhận Chúa Giêsu mãi mãi thì họ có được cứu độ không? Vì không biết thì không có tội, còn biết rồi, qua sự sống lại trên đồi Canvê chấn động của Chúa Giêsu, sau lý thuyết Kitô của họ vẫn ngủ yên. Dù không có một dân tộc nào dám tự nhận mình là bình yên, thế nhưng những lao đao phi thường của cả một dân tộc không phút nào được ngơi nghỉ của dân tộc Do Thái, phải chăng là điều gì Thiên Chúa muốn dân riêng cho dân riêng của người để cảnh tỉnh họ chăng, thưa cha? Những suy tư rất là cụ thể, sống động và sâu sắc, và đề nghị tôi cho ý kiến. Tôi cũng không biết là cho ý kiến làm sao. Cũng đã từng có những người đặt vấn đề như thế này. Đúng là dân tộc Do Thái là một dân tộc bị săn lùng suốt qua bao nhiêu thế kỷ, và nhiều người nghĩ rằng đó là hình phạt mà Thiên Chúa dành cho dân tộc này. Nhưng mà đấy là chúng ta nghĩ vậy thôi, chứ còn chúng ta đâu có chắc được, bởi vì mình đâu có phải là Đức Chúa Trời. Rồi từ khi sau Thế chiến thứ hai đó, họ trở về đất mà bây giờ gọi là đất của Do Thái đó, thì ở trong này có ghi nhận đó, là lúc nào Do Thái cũng hăng hái trả đũa cho các quốc gia lân cận, và nếu không có sự hậu thuẫn mà ai cũng biết từ nước mẹ của Do Thái là Mỹ thì không thể đứng vững được. Thì chắc là về mặt chính trị thì các anh chị nói thế cũng hợp lý thôi. Nhưng về mặt thực tế thì tôi chỉ xin chua thêm một chi tiết này. Các anh chị có biết là những giám đốc của những ngân hàng lớn trên thế giới là ai không? Các anh chị có biết là những tay khoa học gia mà tầm cỡ trên thế giới là ai không? Đấy, thì nói thế là mình cũng thấy một chút vấn đề rồi. Thì có thể về mặt chính trị các anh chị nói là từ phía Mỹ, nhưng mà Mỹ gốc nào? Ảnh hưởng lớn ghê lắm. Thì chuyện chính trị là tôi dốt vô cùng, nhưng mà ở đây có nhận xét thế thì tôi thêm chút chi tiết thế thôi. Còn có lẽ cái câu hỏi quyết liệt nhất là chỗ này: tại sao họ đọc Kinh Thánh bao nhiêu năm qua, bao nhiêu thế kỷ qua mà vẫn không nhìn nhận Chúa Kitô? Quả thật đấy là một huyền nhiệm. Và lúc đó ta mới thấy rằng là cái câu mà Thánh Phêrô nói đó: không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa mà không do Thánh Thần. Tức là không chỉ lấy cái đầu của mình suy nghĩ mà có thể nhận biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia, nhưng là phải đặt mình trong tác động của Thánh Thần, và điều đó rất huyền nhiệm. Thế cho nên ta có thể đặt câu hỏi, nhưng mà cũng không thể vội vã lên án được. Giống như có lần tôi nói với các anh chị là trên đồi Canvê, giả như lúc đó các anh chị và tôi có mặt thì chắc mình cũng thuộc hàng quân dữ chứ không phải quân lành. Bởi vì không thể nào tưởng tượng ra được rằng con của Thiên Chúa mà lại bị đóng đinh như vậy. Thế cho nên ta có thể đặt câu hỏi, ta có thể thắc mắc như vậy, nhưng mà thay vì kết án đó, thì thái độ của giáo hội Công giáo là gì? Anh chị nhớ trong ngày thứ 6 tuần thánh coi, sau khi đọc bài thương khó chúng ta làm gì? Cầu nguyện. Và trong những lời cầu nguyện đấy đó thì có một lời cầu nguyện dành riêng cho dân Do Thái. Đấy là việc mà mình làm, cầu nguyện cho dân Do Thái. Còn để trả lời câu hỏi này cho rốt ráo thì chắc chắn là xin chịu thua thôi. Và có lẽ cũng chẳng ai trả lời được, chỉ có tác động của Chúa thôi. Cũng có một số người Do Thái trở lại đạo Công giáo. Trong số đó có một nhân vật nổi tiếng mới chết, đó là Đức Hồng Y, tổng giám mục tổng giáo phận Paris, là gốc Do Thái đấy. Rồi sau này trở thành Công giáo, rồi đi tu làm linh mục, rồi làm giám mục, tổng giám mục Hồng Y của Paris, cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Nhưng mà xem ra không nhiều lắm đâu. Đấy. Đức Phật an nhập niết bàn, còn Đức Giêsu thì lại xao xuyến, bồi hồi, sợ hãi. Người đặt vấn đề không phải là Kitô hữu, nên con không thể lấy cái nhìn thần học về nhân tính của Đức Giêsu mà trả lời cho họ. Nhưng nếu không nại đến nhân tính của Đức Giêsu và ơn cứu độ của người qua khổ nạn thập giá thì phải nói làm sao? Con tạm trao đổi là Đức Phật chỉ ra con đường bát chánh đạo nhằm giải thoát chúng sinh khỏi cuộc đời là bể khổ. Đức Phật đã giác ngộ trước điều đó, Ngài bỏ mọi sự thế gian ngay khi tại thế, thì cái chết đến với Ngài là một sự giải thoát. Cho nên vì vậy mà tâm an. Đức Giêsu còn có danh xưng Đấng Cứu Thế, người đến cứu độ thế gian bằng con đường khổ giá. Nhân loại bị hủy diệt vì chọn con đường hưởng lạc thú, và để cứu, Chúa đã chọn con đường đau khổ. Người còn là Đấng thấu suốt quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên người thấy sự cứng lòng của con người qua mọi thời đại dửng dưng với ơn cứu độ của người. Đó là lý do khiến người xao xuyến. Con chỉ hiểu được như vậy và không biết có hiểu đúng không. Xin cha soi sáng thêm, vì sẽ còn dịp trao đổi với người anh em đó. Thế các anh chị nghĩ sao? Anh chị có muốn thêm ý kiến gì không? Tôi thấy người bạn của chúng ta trả lời như thế này thì cũng là tốt lắm rồi. Hả? Nếu có chia sẻ thêm điều gì thì cũng là trong hướng đó thôi. Tôi nghĩ là nếu chúng ta chỉ nhìn Chúa Giêsu xao xuyến, bồi hồi, sợ hãi khi đối diện với cái chết, mà nếu ta chỉ nhìn Chúa Giêsu trong tư cách của một con người, một cá nhân khi đối diện với cái chết, thì chắc là chưa đủ. Không những Đức Phật mà có thể người ta còn kể Socrates và nhiều nhân vật danh tiếng khác rất là bình thản khi đối diện với cái chết. Cho nên nếu chỉ nói về Chúa Giêsu như một cá nhân, một con người khi đối diện với cái chết thì chưa đủ. Mà ở đây có lẽ chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Ngài đối diện với quyền lực của sự ác. Cái quyền lực của sự ác mà ta hay gọi một cách đơn giản là tội lỗi. Và trước hết là cụ thể ngay trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cái quyền lực của sự ác nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở những tính toán độc ác của con người. Một đấng hoàn toàn vô tội. Không ai trong lịch sử nhân loại có thể nói như Chúa Giêsu câu này là tôi thách các ông bắt tôi được về tội lỗi gì. Một đấng hoàn toàn vô tội, nhưng mà người ta vu khống cho Ngài là sách động chính trị để chống lại hoàng đế Roma. Và vì lý do này, người ta mới đưa Ngài đến tổng trấn Phi-la-tô. Một sự vu khống có tính toán. Cùng với sự vu khống độc ác đó là sự hèn nhát của con người. Phi-la-tô nói rõ, tôi không thấy ông này có tội gì mà lên án. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng vẫn cho đi đánh đòn, vẫn cho đi đóng đinh, rồi rửa tay, bảo là tôi vô can. Vô can thế nào được? Sự hèn nhát. Rồi quyền lực của sự ác nó còn thể hiện trong sự phản bội của những người thân thiết nhất với Chúa Giêsu. Đó là các môn đệ. Judas thì bán thầy, Phêrô thì chối thầy, các môn đệ khác thì bỏ rơi thầy, hoàn toàn cô độc. Đấy, ngay ở trên bình diện tự nhiên, khi mà đọc lại bài tường thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, ta đã thấy Chúa không chỉ đối diện với cái chết như là một bệnh nhân sắp chết, hoặc là như một người sắp sửa chịu án tử hình đơn giản, mà là Ngài đối diện với cả cái quyền lực của sự ác. Rồi nhìn xa hơn nữa, mỗi một ngày đi lễ, các anh chị đọc cái kinh lành chiên Thiên Chúa, đấng gì? Đấng xóa tội. Thực sự nếu mà chúng ta dịch sát tiếng Latin đó, Quitolis peccata mundi, thì không phải là đấng xóa tội mà là đấng gánh tội, đứng mang lấy tội lỗi của nhân loại. Và Thánh Phêrô diễn tả là Thiên Chúa làm cho Ngài trở thành sự tội. Ngài gánh cả tội lỗi của nhân loại trong dòng lịch sử. Một cái gánh nặng nề biết chừng nào. Và khi đấy ta mới thấy cái nỗi xao xuyến, bồi hồi, sợ hãi của Chúa Giêsu nó mang một ý nghĩa gì, chứ không chỉ đơn giản là đối diện với cái chết đâu. Đối diện với cả quyền lực của sự ác, Ngài thấy nó khủng khiếp như thế nào. Và mùa chay là thời gian để giúp cho các anh chị và tôi, nhất là khi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa, thì thấy trong cái quyền lực của sự ác đó có bóng dáng của mỗi chúng ta. Nếu mình nói về sự vu khống của những nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ, thì phải tự hỏi xem trong cuộc đời mình có khi nào mình vu khống cho người khác về một điều không có không? Nếu mà mình nói đến sự hèn nhát của Phi-la-tô, biết rõ đâu là sự thật mà không dám bênh vực, thì liệu mình có can đảm hơn Phi-la-tô không? Nếu mà mình nói về sự phản bội của Judas và Phêrô, thì liệu mình có hơn các vị đó không? Cho nên có bóng dáng của chúng ta trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế. Và văn hào Pascal ở trong cái cuốn tư tưởng, ông ghi lại những suy tư của ông ấy, thì khi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, ông có viết một câu. Chúa nói rằng cái giọt máu này đổ ra là vì chính con đấy. Vì chính con chứ không phải vì người khác. Nhiều khi mình tưởng mình thánh thiện quá, Chúa chết cho những kẻ tội lỗi chứ Chúa không chết cho tôi đủ rồi. Nhưng mà không phải, cái giọt máu này đổ ra là vì con đó. Nếu có thể chia sẻ thêm điều gì thì đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ, và nó cụ thể hơn một chút thôi. Ngoài ra có một câu hỏi nữa khá là tế nhị, nhưng mà hình như là để dành từ năm ngoái cho đến năm nay, thành thử không trả lời thì không được. Chồng con nói vì đây là mùa chay cho nên anh và em phải kiêng cữ chuyện vợ chồng. Thì có đúng không thưa cha? Năm ngoái con định viết thư hỏi cha nhưng không dám. Và đến năm nay con vẫn còn thắc mắc. Nên cái câu hỏi này từ năm ngoái đến năm nay không trả lời không có được. Nên mạo muội viết thư hỏi Đức Cha. Cái này tôi cũng không biết trả lời làm sao. Bởi vì tôi e rằng là biết đâu thì có anh chị lại bảo là cha đâu có thẩm quyền để mà trả lời cái câu này. Cho nên có khi là phải bỏ phiếu kín để xem các anh chị nghĩ làm sao. Nhưng mà thôi thì bây giờ cứ dựa theo luật mà nói đó. Thì có cái luật nào mà cấm chuyện vợ chồng ở trong mùa chay không? Tôi có học giáo lý mà không thấy có cái luật nào cấm. Nhưng mà người chồng ở trong câu chuyện này, tôi nghĩ không phải anh ấy không biết. Anh biết chứ. Nhưng mà anh ấy hiểu cái việc chay tịnh ở đây theo một nghĩa rộng hơn. Mùa chay, sống chay tịnh. Chay tịnh không đơn giản chỉ là nhịn một miếng ăn vào ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu tuần thánh, rồi thứ tư lễ trò. Không đơn giản chỉ là như thế. Mà chay tịnh có nghĩa là mình chấp nhận nhịn đi một thói quen, nhịn một thú vui, nhịn một điều gì đó mà mình có quyền hưởng, nhưng mà mình chấp nhận hy sinh và từ bỏ. Đấy, anh ấy hiểu chay tịnh theo nghĩa đó, theo nghĩa rộng và rất là tốt. Và đó là cách để chúng ta sống tinh thần mùa chay. Thì nếu mà làm được thì tốt thôi, chứ còn bảo là luật cấm thì không có. Cho nên sống chay tịnh không có theo nghĩa là giữ lề luật theo kiểu mặt chữ, mà là trong tinh thần. Có lần đó, tôi đọc ở đâu đó một câu chuyện có vẻ Tiếu Lâm và ông cha ông ấy đi sức dầu cho bệnh nhân, trời tối rồi, thế ở trên cây nhảy xuống một bóng người, dí dao vào cổ. Thế ông nói vào tôi đâu có tiền bạc gì đâu, tôi đi tôi sức dầu cho bệnh nhân, anh thông cảm. Thế ông là linh mục à? Vâng, tôi là linh mục. Con xin lỗi cha. Hóa ra cũng là công giáo à? Ông cha ông ấy thấy vui vẻ, ông ấy móc túi, ông bảo tôi có gói thuốc lá đây, mời anh điếu. Bảo dạ cảm ơn cha, đang mùa chay, con ăn chay không có hút thuốc. Ông giữ chay kỹ như vậy đó, không hút thuốc. Nhưng mà ông dí dao vào cổ người ta thì được. Thế đại khái như vậy đó. Thì nếu mà chị còn thắc mắc đó, thì cứ về trao đổi với anh ấy. Đấy, một vài chia sẻ gửi đến các anh chị, nhân những thắc mắc các anh chị gửi cho tôi. Thế bây giờ ta tranh thủ để ta trở lại với thư thứ nhất Côrintô. Xin nhắc để các anh chị nhớ là chúng ta đã bắt đầu đọc thư thứ nhất Côrintô từ trước Tết, đúng không? Từ trước Tết. Rồi đâm ra mình bị ngắt quãng. Đó là lý do mà tôi đã không gửi bài cho các anh chị, mặc dù tôi có chia sẻ trong lớp từ chương 1 cho đến chương 7. Hôm nay tôi mới gửi bài. Và hôm nay khi ta bắt đầu lại thư thứ nhất Côrintô, thì tôi muốn nhắc các anh chị một chút những phần đầu, một chút thôi, để ta thấy tính liên tục. Các anh chị nhớ lại thư thứ nhất Côrintô thì sẽ thấy vấn đề mà làm cho Thánh Phao-lô quan tâm nhất, đó là sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội, trong cộng đoàn tín hữu Côrintô. Cũng là Kitô hữu mà người thì bảo tôi là phe Apolo, tôi là phe Phêrô, tôi là phe Phao-lô. Sự chia rẽ. Và từ đó Thánh Phao-lô đặt vấn đề rất là quyết liệt. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao? Đặt vấn đề rất là quyết liệt. Và từ đấy Ngài mới tập trung vào Chúa Giêsu, và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Cho nên trong thư thứ nhất Côrintô, ta gặp được những suy tư phải nói là tuyệt vời về thập giá Chúa Giêsu. Mùa chay nên đọc lại phần này để suy nghĩ. Rồi tiếp theo đó thì Thánh Phao-lô bàn đến một số tội lỗi trong cộng đoàn Côrintô. Có 3 tội mà Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất đó là loạn luân nhé, loạn luân đến nỗi mà lại còn tệ hơn cả dân ngoại nữa. Đây cũng là một điều mà mình phải quan tâm đấy. Đâu có phải là mình cứ được chịu phép rửa tội cái tự nhiên là thành thánh ấy. Không chừng lại còn sống tệ hơn cả dân ngoại. Cái tội thứ hai mà Ngài nhấn mạnh đó là đem nhau kiện cáo ở tòa đời. Thay vì trong cộng đoàn các Kitô hữu mình giải quyết với nhau thì đem nhau ra tòa đời mà kiện cáo, làm gương xấu cho người ta. Và tội thứ ba là tội mà con người ta ai cũng phạm, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, tội tà dâm. Và trong cái phần nói đến tội tà dâm này này, các anh chị đọc kỹ thì sẽ thấy Ngài đưa ra những lý do mà tôi có thể nói những lý do này sẽ trở thành nền tảng thần học khi chúng ta nói đến giá trị của thân xác. Ngày hôm nay người ta đề cao thân xác lắm, đến nỗi mà người ta tôn thờ thân xác. Nhưng mà giá trị đích thực của thân xác nằm ở đâu? Thánh Phêrô đưa ra 3 lý do. Ở chương 6 á, nếu chúng ta đọc câu 4 thì sẽ thấy, câu 14 sẽ thấy Ngài viết thế này: Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Như vậy cái thân xác của các anh chị và tôi này, thân xác của những con người mà tin vào Chúa Kitô này, thân xác này sẽ là thân xác được sống lại, được phục sinh. Cho nên giá trị của thân xác đó nó lớn lắm, nó cao cả lắm. Lý do thứ hai mà Thánh Phêrô đưa ra đó là ở câu 15 cho đến câu 17. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Hiểu được cái cách lập luận của Phaolô không? Tức là khi mà mình chịu phép rửa tội á, thì mình trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và mình trở nên có nghĩa không phải chỉ là linh hồn mình mà là toàn bộ con người của mình thế này, trong đó có thân xác. Trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Vậy thì tôi đã là chi thể trong thân mình của Chúa, tôi đã là một phần thân thể của Chúa, thì tôi lại đi làm phần thân thể của gái điếm hay sao? Đấy, Thánh Phêrô lập luận như vậy đấy. Và lý do thứ ba các anh chị đọc được ở câu 19 đến 21. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là những lý do nêu lên ở đây á, nó là nền tảng thần học cho suy tư của Kitô giáo về giá trị của thân xác. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại là chúng ta hay thấy hai hướng nó ngược lại. Con người ta xác hồn. Có một giai đoạn mà người ta đề cao linh hồn đến độ khinh miệt thân xác, coi thân xác là nguồn mọi tội lỗi. Rồi đến một giai đoạn người ta lại phản lại, tức là đề cao thân xác đến độ chẳng còn nhìn ngó linh hồn gì nữa. Mà hình như đấy là thời ngày hôm nay ấy. Tìm mọi cách để thỏa mãn thân xác. Cả hai cách nhìn này đều cực đoan hết. Và khi Thánh Phaolô nói với chúng ta là thân xác này là phần thân thể của Chúa Kitô, thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác này hướng đến cuộc phục sinh vĩnh cửu, thì tất cả những điều đó đều cho thấy không được khinh miệt thân xác. Nhưng mà đồng thời phải tôn trọng thân xác đúng giá trị của nó. Xác hồn là một. Nhưng đây không phải là lớp triết học về thân xác, thành thử ra tôi không dám nói dài dòng, mình không có nhiều giờ, phải không? Nào, thế bây giờ chúng ta tiếp thư thứ nhất Côrintô này, ở chương 11. Mời các anh chị lấy chương 11. Ở chương 11 mà phần đầu nói về trang phục của phụ nữ thì chúng ta không có giờ bàn đến ở đây. Nhưng mà phần mà tôi xin các anh chị quan tâm đó là từ câu 17 trở đi, bữa tiệc của Chúa, bởi vì rất là quan trọng cho chính chúng ta ngày hôm nay trong việc cử hành thánh thể. Thế trước hết thì mời tất cả các anh chị cùng đọc từ câu 17 đến câu 22. Nhân lúc đưa ra các chỉ thị này, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp tập đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm được những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Cảm ơn các anh chị. Thế chúng ta phải hình dung cái bối cảnh của giáo hội trong thế kỷ đầu tiên. Lúc bấy giờ đã có nhà thờ như là mình có nhà thờ ngày hôm nay chưa? Chưa có đâu. Cho nên không có cái chuyện mà đến nhà thờ đi lễ Chủ nhật như mình đâu. Thánh Phaolô đi giảng ở các thành. Khi Ngài đến một thành nào đó, Ngài giảng, và có một gia đình nào đó người ta tin vào Chúa Giêsu, thì có thể là Thánh Phaolô mượn cái nhà đó để bắt đầu làm nơi hội họp cho những ai tin vào danh Chúa. Và chúng ta làm quen với cái từ là bữa tối của Chúa hay là bữa tiệc của Chúa. Ngày thứ năm tuần thánh chúng ta có một thánh lễ đặc biệt gọi là thánh lễ tiệc ly, phải không? Bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ đó, mình dịch ra là tiệc ly. Đơn giản, supper, bữa tối thôi. Cho nên khi nói đến cái bữa tối của Chúa ở đây đó, đó là việc cử hành thánh thể mà lát nữa chúng ta sẽ đọc tiếp. Thế bây giờ cũng vậy, mình đến nhà thờ mình đi lễ thì các anh chị đâu có đem theo gì đâu. Có đem theo là đem theo tiền. Rồi đến khi mà người ta truyền nhau cái giỏ đó thì chúng ta bỏ phần của mình vào đấy. Đó là sự đóng góp của mình cho công việc chung của giáo hội, và cũng là của lễ mà mình dâng cho Chúa. Cái thời xưa thì chưa có như vậy. Người ta đến dự bữa tối của Chúa thì mỗi người có cái gì đem theo. Rồi sau đó người ta san sẻ với nhau để tất cả cùng ăn cùng uống. Thế đằng này đó, Thánh Phêrô than phiền là bởi vì ở câu 21 đó, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Có sự chia rẽ. Đi dự bữa tối của Chúa mà lại chia rẽ nhau, chứ không hiệp nhất, không chia sẻ với nhau. Và đó là điều mà Thánh Phêrô nhấn mạnh. Đức ái bị vi phạm trầm trọng. Cho nên Thánh Phêrô mới nói nặng lời, khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Rồi từ cái chỗ ghi nhận sự kiện thực tế xảy ra trong cộng đoàn như thế, Thánh Phêrô mới nhắc lại cho các tín hữu ở Côrintô nền tảng và ý nghĩa của việc cử hành thánh thể. Chúng ta hiểu như thế đó, thì mình đọc tiếp đi từ câu 23 cho đến câu 27, ta mới thấy tại sao có đoạn văn này. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Chúng ta ngưng ở đây. Các anh chị trở lại câu 23 để ý những từ này. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận, thì tôi xin truyền lại. Để ý hai cái động từ lãnh nhận và truyền lại. Nghĩa làm sao? Nghĩa là cái việc cử hành thánh thể không phải là Thánh Phêrô tự sáng tác ra, mà Ngài đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Bây giờ Ngài truyền lại cho các tín hữu, rồi đến lượt các tín hữu lãnh nhận cái điều đó và sẽ truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Cho đến ngày hôm nay, thời của chúng ta, chúng ta cử hành thánh thể là nằm trong dòng chảy liên tục của hội thánh từ đầu cho đến bây giờ và cho đến tận thế. Phải thấy cái sự liên tục đấy. Có thể so sánh cử hành phụng vụ ở thế kỷ 21 này với thế kỷ thứ nhất, có một chút thay đổi. Nhưng cho dù có một chút thay đổi đó thì vẫn là sự liên tục từ đầu cho đến cuối. Cho nên Thánh Phêrô nhấn mạnh đấy, cái điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa thì tôi xin truyền lại cho anh em. Và sau đó Ngài viết gần y như các thánh sử khác, cái điều mà chúng ta hàng ngày vẫn đọc ở trong kinh nguyện thánh thể đó: trong đêm bị nộp. Cái động từ bị nộp. Đọc lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu thì thấy rất rõ, chính Judas nộp Thầy cho người Do Thái. tôi hôn ai thì người đó chính là Giêsu. Chính Judas nộp thầy Chúa Giêsu bị nộp. Bị nộp vì toan tính của người đời, nhưng cũng bị nộp vì sự phản bội của các môn đệ. Khi chúng ta để ý cái động từ bị nộp đó thì câu hỏi đặt ra là liệu ngày hôm nay chúng ta có nộp Chúa không? Thấy mình ở trong cái chuyện đó. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói: đây là mình Thầy. Các anh chị để ý đó, Chúa Giêsu cầm bánh nhưng mà Ngài lại nói đây là mình Thầy. Ngài không nói đây là bánh mà nói đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là gắn liền với mầu nhiệm thánh giá, cho nên Chúa sẽ bị nộp và hiến dâng thân mình trên thánh giá. Người cầm lấy bánh nhưng mà người nói là mình. Kinh Thánh kể như vậy. Kinh Thánh không giải thích tại làm sao Chúa cầm bánh mà lại nói đây là mình Thầy. Cái việc giải thích đó là của thần học. Ví dụ như trong giáo lý Công giáo của chúng ta thì thần học giải thích bằng cái từ biến bản thể. Tức là ta nhìn từ bên ngoài vẫn thấy là tấm bánh tròn, màu trắng, có mùi thơm, nhưng mà cái bản thể ở bên trong thì đã được biến đổi. Không còn phải là bánh mà là bản thể mình Thánh Chúa. Cái việc giải thích đó là của thần học. Nhưng mà Kinh Thánh đó thì chỉ kể lại Chúa Giêsu cầm lấy bánh mà nói đây là mình Thầy. Mà chính vì thế ngày hôm nay mỗi khi đi dự thánh lễ mà linh mục đọc lời gọi là lời truyền phép đó, đây là mình Thầy, thì chúng ta tin tưởng Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Cho nên người Công giáo rất là cung kính trong cái phần này. Nên lại một lần nữa, tôi rất tiếc là nhà thờ nào mà bỏ bàn quỳ. Tôi tiếc lắm. Bởi vì có bàn quỳ đó, nó diễn tả cái tâm tình của chúng ta. Cái quỳ gối nó diễn tả cái tâm tình thờ phượng của mình. Chứ còn từ đầu đến cuối nó cứ đứng này, bắt trước mấy ông Tây lại hai tay chắp sau lưng nữa, nghênh ngáo vậy. Nó không diễn tả cái tâm tình thờ phượng của mình. Thế tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị một bản văn rất là quen, nhưng mà một vài từ mà chúng ta nên quan tâm. Và tiếp đó, đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Vì anh em. Chúa không cần đâu, mà vì chúng ta đấy, để chúng ta được ơn tha tội. Vì anh em. Và sau đó ở câu kế tiếp thì Chúa nói mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cái động từ tưởng nhớ làm cho chúng ta nghĩ rằng nó chỉ có nghĩa là mình nhớ về một sự kiện, một biến cố đã qua ở trong quá khứ, thế thôi. Nhưng mà thực sự như thế không đủ. Như thế không đủ. Cái động từ tưởng nhớ ở trong Kinh Thánh đó, nó diễn tả ba chiều kích thời gian. Thứ nhất là quá khứ, chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá để cứu độ nhân loại. Cái thứ hai là hiện tại, Cái hy lễ của Chúa Giêsu được hiện tại hóa ngày hôm nay, ở đây, lúc này cho chúng ta. Và đồng thời lại còn hướng đến tương lai. Cho nên các anh chị đọc tiếp với câu 26 đó. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên có cả 3 chiều kích thời gian, chứ không phải chỉ là cái việc nhớ về quá khứ đâu. Thánh lễ mà chúng ta dâng có giá trị đặc biệt là ở chỗ đó. Bởi vì hành động và hy lễ cứu độ của Chúa Giêsu được hiện tại hóa cho chúng ta ở đây và lúc này, và đồng thời hướng đến tương lai ngày Chúa quang lâm. Đó là lý do mà sau lời truyền phép ấy, thì vị linh mục sướng cái câu đây là mầu nhiệm đức tin, và cả cộng đoàn mới đáp lại: chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại. Rồi còn gì nữa? Cho tới khi Chúa đến cơ mà. Thế thì cái đoạn kinh thánh này giúp cho các anh chị và tôi ý thức hơn. Thánh lễ là trung tâm của đời sống công giáo. Nhưng mà nhiều khi ngày nào mình cũng dâng lễ riết rồi, nó quen quá, mình không có để tâm. Mà nói thật á, nhiều khi các linh mục chúng tôi lại bị cám dỗ hơn. Bởi vì có khi một ngày làm đến 3-4 lễ, và lặp đi lặp lại nó dễ trở thành máy móc lắm. Thế cho nên đoạn kinh thánh này giúp chúng ta ý thức hơn về bí tích thánh thể, là bí tích của sự hiệp nhất. Thánh Phêrô nói là chúng ta tuy nhiều nhưng mà ăn cùng một bánh và uống cùng một chén, cho nên chúng ta làm nên một thân mình. Bí tích của sự hiệp nhất. Và vì thế phải cố gắng làm sao khi mình cùng nhau cử hành thánh thể thì hiệp nhất với nhau, chứ đừng gây chia rẽ. Và kế tiếp đó là bí tích của tình yêu. Chúa Giêsu cầm bánh mà nói đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em, một tình yêu tự hiến. Và khi mình đón nhận mình Thánh Chúa là mình đón nhận cái tình yêu tự hiến đó, để chính mình cũng tập sống cái tình yêu của Chúa. Mình được lôi vào trong cái quỹ đạo tình yêu tự hiến đó để thể hiện trong đời sống của mình. Vì thời giờ không có nhiều cho nên tôi xin các anh chị tranh thủ chúng ta sang chương 12. Sang chương 12, đọc chung với nhau từ câu 4 cho đến câu 11. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Các anh chị để ý ở trong cái đoạn văn này có 3 điểm chính. Thứ nhất, nhiều ân huệ, nhiều đặc sủng khác nhau. Thánh Phao-lô có thể kể ra ở dưới đó: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn đức tin, ơn chữa bệnh. Nhiều đặc sủng, nhiều ân huệ khác nhau. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, dù nhiều ân huệ khác nhau đi thế, nhưng chỉ có một nguồn gốc. Một nguồn gốc, một Chúa, một thần khí. Chính thần khí duy nhất ấy ban cho nhiều người những đặc sủng khác nhau. Và điểm thứ ba, tất cả là để phục vụ ích chung. Tất cả là để phục vụ ích chung. Cái điều này là thường xuyên được nhắc đến trong Kinh Thánh. Tôi nhớ trong suốt thời gian học Cựu Ước á, nhiều lần tôi nhắc các anh chị điều đó. Tổ phụ Abraham được Chúa kêu gọi có phải vì cá nhân ông không? Không có, mà để ông trở thành cha một dân tộc. Môsê được gọi có phải vì cá nhân ông không? Không phải, mà là để ông lãnh đạo giải thoát dân của Chúa. Đức Mẹ được gọi đó có phải vì cá nhân Đức Mẹ không? Không có, vì dân của Chúa. Cho nên luôn luôn là vì ích chung. Nhưng tiêu chuẩn này sở dĩ tôi nhấn mạnh là vì nó quan trọng lắm. Ở trong hội thánh có nhiều người, Chúa ban cho mỗi người một ơn khác nhau, đừng có phân bỉ. Và dù ơn nào đi nữa thì phải thấy đó là ơn Chúa ban, chứ không phải tự mình có. Thế thì đừng kiêu ngạo. Và dù ơn nào đi nữa thì cũng chỉ là để phục vụ ích chung. Vậy thì đừng ích kỷ. Đấy là lý do mà tôi nhấn mạnh 3 điều trong một đoạn văn ngắn đó. Và nếu chúng ta đọc tiếp xuống dưới nữa đó thì sẽ thấy rằng Thánh Phao-lô dựa trên cái hình ảnh thân thể của con người ta có nhiều bộ phận để Ngài nói về hội thánh. Anh em là thân thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và ơn Thiên Chúa ban cho hội thánh nó đa dạng lắm, từ ơn làm tông đồ cho đến ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà như lúc nãy chúng ta nói, tất cả phải phối hợp với nhau để phục vụ ích chung. Chứ còn nếu mà cứ dựa vào những tính toán ích kỷ để mưu cầu lợi riêng cho mình thì chắc chắn đó không phải là phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Và một chi tiết nhỏ thôi, nhưng các anh chị cũng nên quan tâm, đó là ở câu 27-28 đó, khi Thánh Phao-lô kể ra trong hội thánh Thiên Chúa đặt một số người. Thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chúng ta có để ý là cái ơn mà nói các thứ tiếng lạ nó nằm ở sau cùng không? Nhưng mà xem ra nó nhiều khi mình lại thích nó nằm ở đầu tiên. Bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe, mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe, cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe, mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong yêu thương bác ái hết mọi người. Chúng con luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, ghi lời Chúa dạy, lắng nghe Thánh Thần, cùng một lòng mà đi với nhau, làm thế giới tươi màu. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe, mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài, bên nhau trông lên Chúa. Chúng con cùng đứng đây, xin Thánh Thần Chúa soi cho chúng con chọn đúng con đường. Chúng con yếu hèn, tối tăm lỗi lầm, nguyện lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành. Theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe, mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ, chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.